Vậy ai nghe lời ta dạy và làm theo sẽ giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên nền đá. Khi mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, cuồng phong ập đến, nhà ấy không sụp đổ vì đã được xây trên nền đá. Còn ai nghe lời ta dạy nhưng không làm theo thì giống như một người ngu dại xây nhà mình trên cát. Khi mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, gió bão ập đến thì nhà ấy sụp đổ hư hại nặng nề. Amen. Amen. Lời của Đức Chúa Trời là quyền năng. Amen. Amen. Lời của Đức Chúa Trời luôn luôn có một sức mạnh để đem lại sự đổi mới cuộc đời chúng ta. Amen. Đem lại phước hạnh cho đời sống của chúng ta. Amen. Lời Ngài được dạy dỗ để chúng ta làm theo. Amen. Amen. Không phải chỉ để dạy cho chúng ta hiểu biết mà thôi, nhưng mà dạy cho chúng ta làm theo. Amen. Amen. Chúa ban lời của Ngài ra chữa lành mọi bệnh tật của họ. Amen. 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 Thì Thiên Thần đã phải qua mươi ngày ban lời Ngài chữa lành, rút họ ra khỏi cái người. Ngài tha thứ tội ác, rồi Ngài chữa lành mọi bệnh tật. Amen. Amen. Cái Thiên Thần 7 câu 3 nói rằng là Ngài chữa lành tất cả những vết thương trong họ và rịt lành trong tấm lòng của họ. Lời của Đức Chúa Trời là lời rất quyền năng, đem đến cái sự chữa lành trước hết cho đời sống chúng ta. Lời của Ngài đem đến cái sự cứu rỗi cho chúng ta. Lời của Ngài sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào chia hồn linh cốt tủy, dò xét tư tưởng và ý định trong lòng của chúng ta. Lời của Ngài như búa, như lửa. Amen. Amen. Búa đập vỡ đá, lửa thiêu đốt. Lời của Đức Chúa Trời rất quyền năng. Lời Đức Chúa Trời rất quyền năng. Chúng ta nói ai nghe lời ta mà làm theo, có nghĩa là lời Ngài phát ra thì Chúa mong ước những con người nghe làm theo. Amen. Amen. Chúa mong ước những người nghe vâng phục. Amen. Amen. Làm theo có nghĩa là chúng ta vâng phục lời của Đức Chúa Trời. Amen. Có ai trong chúng ta khao khát lời của Đức Chúa Trời? Nếu không có lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta không có hướng đi. Lời của Đức Chúa Trời là ngọn đèn cho chân chúng ta, là ánh sáng cho đường lối của chúng ta. Amen. Dân Israel là một cái dân tộc rất là đặc biệt, là dân tộc mà Chúa chọn lựa để trở thành một dân tộc thánh cho Đức Chúa Trời. Nên Mô-xê nói rằng là chẳng có một nước nào, chẳng có một dân tộc nào mà có lời của Đức Chúa Trời từ trời phán ra, có lời của Đức Chúa Trời đã ghi trong bản đá, có lời của Đức Chúa Trời trở nên luật pháp cho dân tộc đó. Chỉ có duy nhất dân tộc Israel là một dân tộc ngay trên đất này, nhưng mà lời của Đức Chúa Trời từ trời phán ra cho chính đời sống của họ, để họ trở thành một dân tộc đặc biệt, một dân tộc thánh, một cái dân tộc mà đem cái sự cứu rỗi cho cả nhân loại. Và chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời vì chúng ta ngày hôm nay, dù chúng ta đang ở dưới đất, nhưng mà chúng ta có lời của Đức Chúa Trời từ trời, từ nơi thánh linh của Đức Chúa Trời bày tỏ cho các tôn tớ của Chúa đã ghi lại trong Kinh Thánh. Và chúng ta là những người có Kinh Thánh, là lời của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta phải trân trọng.
trọng lời của Đức Chúa Trời, chúng ta phải vâng phục lời Đức Chúa Trời, bởi vì lời của Ngài có quyền năng để biến đổi cuộc đời của chúng ta. Amen. Amen. Chúng ta sẵn sàng vâng lời Chúa không? Amen. Ai nghe lời ta dạy và làm theo sẽ giống như lưỡi khôn ngoan xây nhà mình trên nền đá. Khi mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, cuồng phong ập đến, nhà ấy không sụp đổ vì đã được xây trên nền đá. Amen. Chúa cho chúng ta có quyền tự do để chúng ta có thể chọn lựa. Một là vâng phục lời của Ngài, hai là chống lại lời của Ngài. Và lời của Chúa nói rằng là quyền năng của Đức Thánh Linh đập đổ mọi đồn lý, mọi lý luận, mọi sự tự cao dấy lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Lời đó phá đổ tất cả tư tưởng chúng ta, những cái tư tưởng mà không phù hợp với lời của Đức Chúa Trời, chống nghịch là lời Đức Chúa Trời đã bị phá đổ rồi. Amen. Amen. Và trong Hebrew thì chúng ta nhớ rằng lời của Đức Chúa Trời, quyền năng của Đức Chúa Trời thánh hóa đời sống của chúng ta để chúng ta trở thành những con người có thể vâng phục Đức Chúa Trời. Roma đoạn 8 hay là Phi Ra Nhất đoạn 1 câu 2 nó rất là nhiều vì lời của Ngài, quyền năng của Ngài sẽ thánh hóa, biến đổi cuộc đời chúng ta, rửa sạch cái xác thịt của chúng ta để chúng ta trở nên một người vâng phục lời của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta là xác thịt không thể vâng phục kinh luật của Đức Chúa Trời, và nó cũng không có khả năng vâng phục được. Nhưng mà khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời bởi quyền năng của Ngài thánh hóa cái thân thể chúng ta hay chết của chúng ta ra khỏi, để chúng ta trở thành một người vâng phục lời của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Thì ngày hôm nay chúng ta không thể nói rằng là tôi không thể vâng phục lời của Chúa được. Chúng ta không thể nói rằng lời của Chúa khó quá, chúng ta không làm được. Như vậy thì quý bạn chị em, lời của Đức Chúa Trời cho ai? Lời Đức Chúa Trời được ghi trong Kinh Thánh cho Chúa hay là cho chúng ta? Có phải cho chúng ta không? Chúng ta làm được không? Được không? Vừa rồi tôi thi bằng lái xe quý vị ơi, nó cũng hấp dẫn vô cùng mà nó hồi hộp vô cùng. Học lái xe để làm gì quý vị biết không? Học lái xe để làm gì à? Để biết không? Nhưng mà để lái. Amen. Quý vị chưa học cái lái xe ô tô nhưng mà đã học lái xe mô tô rồi. Học để biết và để lái xe chứ không phải học là để biết thôi. Amen. Phải không ạ? Chúng ta học cái gì là để làm chứ không phải học là để biết. Có phải vậy không? Chúng ta học nghề là cũng để làm á, chứ không phải là học để biết rồi để đó đi chơi à. Học là để làm. Chúng ta có tin rằng là lời Chúa dạy chúng ta để chúng ta làm không? Amen. Năm mới này là năm chúng ta có thực hành lời của Đức Chúa Trời chứ không phải lấy nghe làm đủ. Amen. Chúng ta phải thực hành lời của Đức Chúa Trời. Tôi không ép quý vị, Chúa cũng không ép quý vị. Chúa cho quý vị được tự do. Một là chọn lựa làm theo lời Đức Chúa Trời, hai là chọn lựa không làm theo. Thành công của sự làm theo đó là như người khôn ngoan cắt nhà mình trên đá. Mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, cuồng phong ập đến, không bị sập. Phải vậy không? Nhưng mà không làm theo thì sao? Mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, cuồng phong ập đến, sập, hư hại rất nhiều. Chúng ta chọn đường nào?
chọn đường nào? Chọn đường văn lời tốt nhất đúng không ạ? Amen. 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 Chúng ta biết rằng lời Chúa có nhiều mùi vị màu sắc. Lời Chúa là ngọt hơn mật của đàn ông nữa. Lời Chúa là cái bông ngọt ngào. Amen. Phải không ạ? Lời Chúa là ánh sáng cho đường tôi đi. Lời Chúa là cho tôi vui mừng, lời Chúa là cho tôi khôn ngoan, lời Chúa là cho tôi tẩy giải sức sống. Như vậy thì chúng ta biết rằng lời của Chúa đầy dẫy quyền năng. Amen. Amen. Lời của Chúa đầy dẫy quyền năng. Khi Đức Chúa Trời muốn sáng tạo địa cầu, chúng ta nhìn vào trong Sáng Thế Ký đầu 1 thì chúng ta thấy rằng là vả đất vô hình và trống không. Thần của Chúa vận hành trên địa cầu, vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phát phải có sự sáng thì có sự sáng. Amen. Đức Chúa Trời phát phải có khoảng không là có khoảng không, có bầu trời, có đất đai, có biển, có sông ngòi, có mặt trời mặt trăng, có tất cả muôn loài vạn vật. Đức Chúa Trời phát ra, lời của Ngài phát ra thì mọi vật đều được có. Amen. Như vậy thì lời của Ngài rất quyền năng. Amen. Đầy dẫy quyền năng. Sáng tạo. Amen. Amen. Ngài đầy dẫy quyền năng trong sự sáng tạo vũ trụ này và cả địa cầu chúng ta. Rất quyền năng. Khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người, Ngài lấy bụi đất nắng lên hình người. Nhưng mà Ngài hà hơn vào lỗ mũi thì con người trở nên một loài sinh linh. Rất quyền năng. Khi một cái hình tượng không có sự sống, nhưng mà sự sống của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào, thì một con hình tượng, một con người không biết gì cả trở nên sống động, có linh hồn sống. Amen. Rất quyền năng trong lời. Kính thưa Hội Thánh, khi chúng ta nhìn chính mình đi thì chúng ta phải biết rằng là cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài dựng nên con một cách đáng sợ và lạ lùng. Amen. Bởi vì lời Ngài phát ra chúng ta hiện diện. Khi chúng ta có mặt trên đất này, Chúa có ban lời cho chúng ta để chúng ta bước đi hay không? Hay là Ngài dựng lên chúng ta rồi Ngài để đó? Tôi thấy những cái nhà sản xuất, họ sản xuất chiếc xe máy, họ cũng có cái gì anh chị em? Catalo không? Để hướng dẫn không? Đi như thế nào, làm như thế nào, bật đèn rồi như thế nào được hướng dẫn đầy đủ. Cả cái sự mà huấn luyện cho những người sửa chữa để sửa xe. Amen. Và họ sẽ sửa chữa. Hay là một lớn hơn nữa là ô tô cũng có các cái lô rất rõ ràng để hướng dẫn cái người lái xe, sử dụng xe, và những con người sửa xe được đầy đủ, và tất cả những bộ phận đều được tạo ra để có thể sửa lại những cái gì hư hại. Amen. Amen. Nếu một người lái xe không làm theo thì sao? Thì quý vị biết được thì bắt đầu xuất phát là điều đầu tiên phải làm gì anh chị em? Khi mà xuất phát, cái cho phép là xuất phát khởi động. Khi mình ngồi trên xe ô tô rồi á là phải đeo dây nè, phải nổ máy xong rồi nè, rồi bắt đầu vô số hạ thắng tài xuống, chuẩn bị hết á.
Nếu xuất phát cái là anh phải bật đèn siêu nhanh và nhìn vào cái gương chiếu hậu xem phía sau có ai chạy tới hay không. Nếu anh không nhìn gương chiếu hậu, anh phóng đại ra thì sẽ gây tai nạn giao thông. Amen. Phải vậy không? Anh cứ bật đèn siêu nhanh, anh cứ phóng ra giữa đường là người ta đi sau đi tới là anh sẽ gây tai nạn giao thông. Một là anh tông người ta, hai là người ta tông anh. Phải vậy không? Nếu không theo sự hướng dẫn từng ly từng tí thì chúng ta có đậu được cái bằng lái xe không? Nội một công việc rất nhỏ thôi. Bây giờ học bằng lái xe là để có bằng cất giữ để treo lên tường phải không? Không, chúng ta học bằng lái xe rất là không khó, tốn nhiều tiền bạc và thời gian, và phải có bằng và phải để mà mình lái xe an toàn. Amen. Và mọi chi tiết trong cái thi học đó thì phải làm theo, chúng ta không thể nào cãi lại thầy, không thể nào cãi lại trường được. Amen. Tôi sợ nhất là lấy dốc cầu. Nhưng tôi thật sự tôi là người rất bình an, mình này giải tâm linh rất bình an nha. Nhưng mà thật sự khi lên dốc cầu, tim của tôi bắt đầu nó đập mà nó hồi hộp vô cùng. Bởi vì nhiều lần lên đó nó bị rớt rồi. Một là tụt dốc, hai là tắt máy, rồi thứ ba là nó vượt quá cái vạch cái là tụt rớt luôn. Nên là cái chỗ này là cái chỗ mà phải nói rằng là rất hồi hộp và tim nó đập rất là mạnh. Mà lúc đó tôi nghĩ mình chỉ thi bằng lái xe thôi mà còn nó hồi hộp như thế, mà nó giống như là ngực mình nó muốn vỡ ra. Muốn gì mà trước cái cảnh tượng mà Chúa Giêsu phải chịu đóng đinh, chịu giết trên thập tự giá. Thi bằng lái xe nếu có rớt gì nữa thi lại đó, nó không có gì đâu quan trọng lắm, mà nó hồi hộp cái mức độ đó. Muốn chi mà coi như trước cái lệnh án tử hình sẽ như thế nào, kinh khiếp như thế nào. Chúa Giêsu vẫn chấp nhận thập tự giá. Amen. Và chúng ta cũng phải làm cái gì, học nghề gì, chúng ta cũng sẵn sàng và tuân thủ theo lý thuyết của họ, chứ không thể nào mà tôi cứ đi theo phần tôi. Biết bao nhiêu anh em anh chị em lái xe rất giỏi ngoài đời, tự do muốn quay muốn lui, có thể sai cả mét cũng không sao cả. Nhưng mà vào trong trường lái rồi sai coi như vài chục trăm cây máy là xong rồi anh rồi, chứ không phải sai cả mét đâu. Chỉ cần 10 cm, 15, 20 là coi như là thi lại rồi, là rớt rồi đấy. Amen. Chúng ta phải tuân thủ. Amen. Bất cứ học nghề gì là phải làm, phải tuân thủ thì chúng ta mới đậu. Các bạn thanh niên ở đây học đại học không phải thi không? Tự nhiên vào học đại học hay là thi? Phải thi mới học đại học được. Amen. Phải tuân thủ phòng thi, phải tuân thủ mọi cái nội quy của trường thi, chứ không thể nào mà chống lại mà chúng ta trở nên người đậu được. Amen. Bây giờ trong lời của Đức Chúa Trời có phải là hơn tất cả mọi điều trong thế gian này không? Lời Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta để chúng ta được phước, chứ không phải lời Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta để rồi chúng ta bị thiệt hại. Có phải lời Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta để Đức Chúa Trời có lời mà chúng ta thiệt hại không? Không bao giờ. Amen. Người cha yêu thương luôn luôn muốn con mình vâng phục. Amen. Muốn vâng phục chứ không phải là muốn chống đối lại người cha của mình. Và chúng ta biết là chống đối lại cha thì sao? Chẳng có tốt đẹp chút nào. Amen. Chống đối lại lãnh đạo thì sao? Chẳng tốt đẹp chút nào. Tôi nói chống đối lại người cha xác thịt của mình mà còn gọi là bất hiếu thì không được phước. Rất là nhiều điều xảy ra. Nếu mà chống đối người lãnh đạo thuộc linh thì càng nặng hơn đó, chứ không phải đơn giản đâu. Amen. Lời của Đức Chúa Trời, ai nghe làm theo lời ta phán rằng. Amen. Không phải là ai nghe và hiểu lời ta, nhưng mà ai nghe và làm theo lời ta phán rằng. Amen. Chúa có cho chúng ta biết được rằng là
Ai tin Chúa Giêsu thì được cứu rồi. Phải vậy không? Chúng ta có tin không? Tin rồi đúng không? Tin thì được cứu rồi. Amen. Chúng ta đã tin, chúng ta đã nhận, chúng ta được cứu rồi. Chắc chắn Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời có được thần tín. Ngài phán gì thì Ngài sẽ làm. Ngài rất thần tín. Ngài ban sự cứu rỗi cho chúng ta rồi. Thập tự giá đã làm xong cho chúng ta rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhận cái sự cứu rỗi rồi, giao ước mới là giao ước mà chúng ta nhận phước trước rồi chúng ta mới làm sao. Còn cái giao ước cũ thì sao? Luật pháp Môi-se là nếu ngươi làm theo tiếng phán vô bánh Chúa Trời, ngươi làm theo thì sao? Thì có ngươi được phước. Có nghĩa là anh làm thì anh được phước, anh không làm thì anh bị rủa xa. Đó là luật pháp. Nhưng mà bây giờ trong giao ước mới, Chúa ban phước cho chúng ta trước, Chúa ban sự cứu rỗi cho chúng ta trước, Chúa ban cho Thánh Linh chúng ta trước, Chúa ban quyền năng cho chúng ta trước. Chúng ta nhận lấy một cách nhân không, và nhận xong rồi thì chúng ta làm. Amen. Amen. Nó hoàn toàn khác với luật pháp. Chúng ta nhận rồi, chúng ta được đồng công với Đức Thánh Linh, có năng lực của Thánh Linh Đức Chúa Trời rồi, chúng ta làm. Chúa nói rằng là nếu anh em sống theo xác thể, anh em sẽ chết. Nhưng mà nếu anh em nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm chết những việc của xác thể thì anh chị em sẽ sống. Như vậy thì chúng ta nhận sự cứu rỗi rồi, nhận lấy Đức Thánh Linh, và Thánh Linh sẽ trợ giúp chúng ta để chúng ta làm được tất cả mọi sự. Amen. 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 Nên chúng ta không thể nói là tôi không có làm được. Amen. Amen. Mà không làm được thì sao? Mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, cùng phong ập đến thì nhà đó bị sập. Chắc chắn là như vậy. Quý vị muốn được phước không? Amen. Chúa muốn chúng ta sống một đời sống bước theo Thánh Linh. Phải vậy không? Ai là người sẵn sàng bước theo Thánh Linh khi giơ tay? Mạnh mẽ là anh chưa sợ gì? Bước theo Thánh Linh là tuyệt vời vô cùng không à? Đa số tất cả là muốn bước theo Thánh Linh đúng không? Bước theo Thánh Linh thì sống, theo xác thì chết. Chúng ta chọn đường nào? Chọn sống chứ ai chọn chết? Bởi vì Chúa nói là luật của Thánh Linh sự sống giải thoát tôi khỏi luật của sự tội và sự chết. Amen. Ngày xưa chúng ta phạm tội rồi dẫn đến sự chết, và bị Satan là kẻ cầm quyền của sự chết nắm giữ. Nhưng mà bây giờ qua Chúa cứu thế Giêsu, chúng ta không còn bị đón phạt nữa. Trong Roma đoạn 8 câu 1 câu 2 không ạ? Và chúng ta bước theo luật của Thánh Linh sự sống thì chúng ta được giải thoát ra khỏi luật của sự tội và sự chết. Amen. Nhưng mà có nhiều người cứ vẫn bước theo xác thịt. Như vậy thì sao? Cái sự chết, tội lỗi và sự chết nó cứ ở trong chúng ta. Như vậy thì không thể được. Chúng ta phải trưởng thành. Thì chúng ta còn trẻ thì chúng ta có thể, nhiều lúc chúng ta chưa hiểu biết, chúng ta chưa có lời, thì chúng ta làm theo ý riêng, đường riêng của mình. Nhiều lúc là xác thịt nó chiều, chúng ta chịu thấy xác thịt, chúng ta làm thấy xác thịt. Nhưng mà bây giờ quý bạn chị em ơi, chúng ta trong năm mới này phải quyết liệt là amen với lời của Chúa và làm theo lời của Ngài. Hãy nói với người bên cạnh đi, bạn phải vâng phục lời của Ngài để bạn được phước, nhà của bạn được phước. Amen. Một người sống với Đức Thánh Linh, người đó đầy dẫy sự sống, và cái luật của sự tội và sự chết không bám theo đời sống của mình nữa. Bây giờ trong giao ước mới này, luật của Thánh Linh sự sống buông tha hay là giải thoát chúng ta ra khỏi luật của sự tội và sự chết rồi. Amen. Amen. Nên sự tội và sự chết không còn bám theo chúng ta nữa. Chúng ta không phạm tội mà để chết nữa vì cớ tội lỗi, bởi vì một người nên tội lỗi vào trong thế gian vì có tội lỗi nên có sự chết, và sự chết lan rộng khắp mọi người vì mọi người đều đã phạm tội.
có một loại virus hơn cả virus corona 19-20 cũng không bằng cái loại virus này. Virus này cực mạnh, nó lây lan khắp nơi trên thế giới. Quý vị biết virus gì không? Ờ đúng, chính xác luôn. Cái virus này là nó lây lan đến nỗi là mọi người đều đã phạm tội khi mắc sự vinh hiển của Đức Chúa. Nó lây kinh khủng luôn, không ai sống. Phải không? Virus corona thì một số người chết, một số người đang nằm viện, nhưng mà virus này không ai sót cả. Nhưng mà cảm ơn Đức Chúa Trời và quyền năng của Thánh Linh rất trời, quyền năng của huyết của Chúa Giêsu, chúng ta được giải thoát khỏi sự tội và sự chết bởi quyền năng của lời của Đức Chúa Trời, bởi quyền năng của lời của Đức Chúa Trời. Lời Ngài là sức sống của con. Nếu không có lời Ngài làm cho chúng ta sống được, lời Ngài là gì nữa? Ánh sáng đời con. Amen. Lời Ngài là ánh sáng đời con, soi sáng để con bước. Amen. Lời Ngài chưa trang đi một. Quý vị có hy vọng tương lai của mình không? Có hy vọng là chúng ta ở với Chúa đời đời không? Hy vọng là có phần thưởng. Hy vọng trong tương lai của chúng ta. Lời Ngài nói về quá khứ, nói về hiện tại, nói về cả tương lai. Lời của Ngài, và tôi nói với quý vị rằng lời Ngài đầy dẫy quyền năng, đầy dẫy quyền năng. Chúng ta phải bước đi vào Đức Thánh Linh để chúng ta được sống và duy trì sự sống và sống một đời sống dữ dằn. Chúa Giêsu đã nói rồi, kẻ trộm đến thì cướp, giết và hủy diệt. Biết bao nhiêu người trên thế giới này bị nô lệ cho Satan, bị sự chết, bị tội lỗi, nhưng mà ai ở trong Chúa Giêsu được sự sống và sự sống sung mãn, bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời là dòng sông có sự sống tuôn đổ đầy dẫy trên những người bước theo Thánh Linh, không bước theo Satan. Câu lời đó này, chúng ta là những người được cắt bì trong lòng, không là người bước theo Thánh Linh của Đức Chúa Trời, không cậy xác thịt bao giờ. Amen. Từ nay cho đi, trong năm mới này, chúng ta phải bước theo Thánh Linh, bởi vì lời của Ngài nói cho chúng ta biết rõ, bước theo Thánh Linh chúng ta sẽ sống, bước theo xác thịt chúng ta sẽ chết. Chúng ta chọn bước theo Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Hãy nói với người bên cạnh, bước theo Thánh Linh của Chúa nghe. Lời của Ngài bảo chúng ta là phải tha thứ, chứ lời của Ngài không bảo chúng ta là bắt lỗi người khác. Amen. Tha thứ 70 lần 7. Amen. Chúng ta bằng lòng không? Bằng lời không? Amen thì dễ phải không? Quan trọng có làm hay không nè. Như vậy là chúng ta phải thực hành lời của Chúa rằng là tha thứ cho người khác, dù người đó là đáng ghét đến mức độ nào, là kẻ thù đi nữa cũng sẵn sàng tha thứ cho họ. Amen. Bởi vì Chúa nói rằng nếu người không tha thứ cho người khác thì Chúa cũng, Cha ta trên trời cũng không tha thứ cho các ngươi. Amen. Nên chỉ có một điều duy nhất là tha thứ cho người khác mà thôi. Amen. Thì chúng ta được tha thứ. Như vậy là tha thứ là ích lợi hay là tổn hại? Theo thế gian này, theo ma quỷ thì nó rằng là người đó đáng phải ghét, người đó đáng ghét, người đó là kẻ thù, người đó là tôi phải hận, tôi phải trả thù, tôi phải thế này thế kia, phải không? Nhưng mà đối với Chúa, hãy tha thứ. Amen. Hãy tha thứ. Có ai tổn thương nặng nề quá không? Hãy nhìn lên thập tự giá. Họ đánh đập Chúa Giêsu, họ chửi bới Chúa Giêsu, họ nói những lời thật kinh khủng đối với Chúa Giêsu. Họ đóng đinh rồi họ giết Chúa Giêsu, nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng: Xin Cha tha cho họ vì họ không biết điều họ làm. Amen. Chúa Giêsu sẵn sàng tha thứ cho những người đó, cho đám đông đó.
và Chúa còn xin Cha tha thứ cho họ nữa. Amen. Chúa Giêsu nói ai nghe và làm theo lời ta phán đây, hãy tha thứ, hãy tha thứ nghe con. Chúng ta nhớ bài hát đó không ạ? Nếu trái tim con đã thuộc về Ngài thì hãy tha thứ cho anh em, hãy tha thứ 70 lần 7, 70 lần 7, về hãy thứ tha nghe con, hãy tha thứ cho kẻ thù nghịch mình, hãy tha thứ nghe con. Chúng ta làm được không? Được thì chúng ta nói được, và không được thì chúng ta nói không được nghe. À, chúng ta đừng có thuộc linh quá trong phòng nhóm, trong nhà thờ, rồi cuối cùng rồi ra ngoài thì chúng ta chẳng tha thứ gì hết. Thì điều đó chúng ta nhận cái phần hậu quả không có tốt chút nào. Nếu chúng ta không tha thứ thì Chúa cũng không tha thứ cho chúng ta. Chọn đường nào? Tha thứ đúng không? Amen. Amen. Hãy đặt tay qua tim của mình và ngay bây giờ chúng ta có bộ đặt tay lên. Trong danh Chúa Giêsu Christ, con công bố ngay bây giờ, con tha thứ cho tất cả làm tổn hại con, con tha thứ cho kẻ thù địch con, tha thứ cho chồng, cho vợ, cho cha, cho mẹ con, con cái của con tha thứ hết. Xin Chúa tha thứ cho con. Amen. Chúng ta hãy làm theo lời Chúa. Amen. Ở những người đã có chồng rồi, có vợ rồi, chúng ta muốn hôn nhân mình được phước không? Muốn không? Ở những người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình. Amen. Amen. Sao con số người ngồi im ru không dám nói nữa? Amen. 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 Có những cái điều mà có câu kinh thánh là lại vâng phục chồng trong Chúa. Amen. Có nghĩa là không phải là ông cấm đi thờ phượng Chúa, ông cấm cầu nguyện, chúng ta vâng phục, không phải vậy. Vâng phục trong Chúa. Amen. Có nhiều bà nói chồng ông như thế mà biết sao tôi vâng phục được, say xỉn đánh vợ con biết sao vâng phục được, ông tốt thì tôi vâng phục được chứ ông nhìn thấy là vâng phục cái gì. Chúng ta nói theo đời thường rồi, phải vậy không? Cái người tốt chúng ta vâng phục quá dễ. Chúa muốn chúng ta làm những việc lớn và khó mà. Amen. Những người mà có những cái chẳng tốt chút nào chúng ta phải vâng phục, bởi vì đây là Chúa bảo chúng ta làm, chứ không phải là thấy ông tốt chúng ta vâng phục và thấy ông xấu chúng ta vâng phục. Không phải, đó là ý của chúng ta rồi. Amen. Ngày hôm nay Chúa bảo chúng ta vâng phục chồng thì chúng ta vâng lời Chúa, làm theo lời của Chúa, chứ không phải là chúng ta làm theo lời con chồng. Được không anh chị em? Amen. Muốn hạnh phúc thì phải thế thôi, muốn hôn nhân mà tốt lành là phải thế thôi. Ở với người làm chồng, hãy yêu thương vợ như chính bản thân mình. Có yêu không? Yêu nổi không? Những bà vợ là gấu mẹ vĩ đại, chúng ta yêu nổi không? Những bà vợ mà nhiều ông chạy đến cái mục sư nói là mục sư ơi, tôi phải chắc là tôi phải đi vậy mà. Ủa sao vậy? Kể ra vợ thì quá như không còn cái gì hết. Mục sư nói rằng là, Chúa nói rằng là hãy yêu thương vợ như chính bản thân mình. Ông nói không yêu được, bây giờ không yêu được, hồi trước yêu được, bây giờ không yêu được, bởi vì tổn thương quá đi. Rồi ông nói rằng như vậy thì anh không yêu vợ được thì hãy yêu người lân cận như mình. Có nghĩa là vợ anh không còn là anh không cho là vợ nữa, thì bây giờ vợ anh là người lân cận đi, anh cũng phải yêu. Nó xấu hơn người lân cận, nó một lân cận còn tốt hơn. À, một sư nói rằng là hãy yêu kẻ thù được. À, như vậy đó, trong một phút có đức trời chỉ có yêu thôi. Và Chúa bảo chúng ta là hãy yêu thương thì cứ yêu. Amen. Bởi vì chúng ta vâng phục Chúa
chứ không phải là văn phục cái bà vợ đó. Không phải là bà vợ quán quát được bắt ra chúng ta văn phục à, yêu thương, không phải như thế. Nhưng mà Chúa bảo chúng ta yêu, có nghĩa là bất cứ trường hợp nào cũng vẫn cứ yêu, làm những việc khó là những người của Đức Chúa Trời. Amen. Hai tài anh cứ cười. Amen. Amen. Tôi nói rằng là người vợ sẽ giúp quý vị rất là nhiều để chết cái xác thịt. Bởi vì Chúa dẫn đây người vợ trợ giúp mà. Người vợ được có một cái điều này là giúp đỡ chồng của mình, giúp đỡ Adam. Amen. Nay vợ của mình tốt cũng cảm tạ Chúa, cũng cứ yêu. Nhưng mà có những điều xấu, những điều sắc thì cũng cứ yêu như thường. Bởi vì vợ cũng giúp đỡ đời sống của mình rất là nhiều trong đường đi với Chúa. Amen. 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 Phàm điều gì cũng hãy tạ ơn Chúa. Amen. Amen. Nhưng mà thấy vợ tốt thì cảm ơn Chúa, vợ con đã tốt giúp con trong chức vụ thế này thế kia. Còn vợ xấu thì nó cay đắng trong lòng rồi đủ mọi thứ. Chức vụ của tôi coi như là vợ của tôi, vợ là mục sư đó tốt nên chức vụ mục sư đó cao, chức vụ mục sư đó thành công. Còn vợ tôi xấu quá thành ra chức vụ tôi bị thất bại. Không đâu, nếu vợ của mình như thế nào càng chức vụ càng cao hơn. Nếu tôi nói rằng vợ của mình càng xấu thì chức vụ mình nó càng cao hơn được. Amen. Amen. Bởi vì sao? Bởi vì mình trở nên một người chết xác thịt thì mình sống với Thánh Linh nhẹ nhàng, và mình gần gũi với Đức Thánh Linh, rồi mình nhảy bén với Thánh Linh của Đức Chúa Trời, mình nghe tiếng phán của Thánh Linh của Đức Chúa Trời rất là tốt. Bởi vì có bà vợ giúp đỡ giết cái xác thịt của mình chết. Amen. Chúng ta muốn gia đình mình hạnh phúc không? Amen. Có lời của Đức Chúa Trời cho gia đình chúng ta. Sáng thế ký 18 câu 19 nói sao? Chúa chọn Abraham để dẫn dắt gia đình của mình, gia nhân của mình làm theo đường lối của Đức Chúa Trời, làm điều phải và công chính trước mặt Chúa, để lời của Ngài được ứng nghiệm trên dòng dõi của Abraham. Amen. Hỡi những người nam, những người nữ, những người cha, người mẹ, chúng ta muốn gia đình được phước, dòng dõi mình được phước, thì chúng ta là người dẫn dắt gia đình của mình. Amen. Nếu mà hai người chênh lệch thì người nào đó là người dẫn dắt gia đình trong đời sống thuộc linh tin kính Chúa thì cứ dẫn dắt gia đình của mình. Mà nếu hai người hiệp một là quá tuyệt để dẫn dắt gia đình của mình, để gia đình của mình được phước, dòng dõi của mình được phước. Amen. Đúng không quý vị? Hãy làm theo đó. Hãy làm theo là nếu chúng ta không làm theo sự chỉ dẫn thì chúng ta thật sự không đạt được cái gì cả. Có người thi với tôi đó, là tôi thi lần này tới 7 lần rồi, chờ cái bằng lái xe nó mòn mỏi, cứ thi là nó không bao giờ đúng luật lệ. Cái theo ý mình không có đúng luật lệ, không có tuân thủ luật lệ thì cứ rớt thôi. Mà mỗi lần rớt là phải thi lại, rồi phải tốn tiền, tốn thời gian, mà chờ cái bằng thật sự là khó vô cùng. Amen quý vị, amen. Khi tôi bước ra khỏi dốc cầu xong, bao nhiêu cái hồi hộp cái gì đó tan biến hết, nhẹ nhàng, nó bình an sung sướng quá. Mà tôi thấy ngay cái chỗ đó là có một sự trợ giúp của Đức Thánh Linh rất là lạ thường. Bởi vì tôi rất là ngại, rất là sợ cái chỗ đó, đó là nó rớt đó là thi lại khổ lắm. Nhưng mà đúng mà, nếu mà chưa đúng bạch thì phải trừ 5 điểm. Nhưng mà đi tới đó dừng một cái đúng bạch và nó tốt một cái, quý vị biết không, nó không có nói thêm cái gì nữa, là mừng quá mừng rồi. Nó trừ là nó trừ ngay, nó nói luôn, mừng quá mà thấy nó lòng nó bình an sung sướng. Và còn lại tất cả mười mấy điều tiếp tục bước đi nữa là hoàn chỉnh 100% luôn. Và U70 rồi mà quý vị thi là lý thuyết 100%.
còn thực hành chỉ mất có 5 điểm thôi. Còn nhiều thanh niên cũng rất ào ào. Cảm ơn Chúa. Có sự trợ giúp của Đức Thánh Linh vô cùng tuyệt chị em. Amen. Amen. Hãy làm theo lời. Phải làm để mọi lời là quyền năng biết đâu cuộc đời chúng ta và đem chúng ta một sự sống. Một người đầy giải sự sống vào Thánh Linh của Đức Chúa Trời bởi vì người đó làm theo lời của Ngài. Amen. Và sự sống đầy giải thì sao? Người đó tươi mới, nó sung sướng vô cùng. Amen. Và khi chúng ta đầy giải quyền năng thì vi trùng virus nó vào là nó chết. Amen. Ngài ban người Ngài chữa lành cho họ và rút họ ra khỏi cái huyết. Amen. Amen. Lời của Ngài đến đó sẽ chữa lành. Amen. Những lần roi Ngài chúng ta được lành bệnh, hãy tin vào lời của Ngài. Và chúng ta phải là người được chữa lành, chúng ta phải kinh nghiệm được cái sự chữa lành. Và chúng ta là người đem lại chữa lành cho gia đình của chúng ta nữa. Amen. Dù có những cái bệnh tật có thể xảy ra, nhưng mà Ngài luôn luôn là đấng chữa lành. Amen. Amen. Bây giờ chưa chữa lành, tiếp tục cầu nguyện tiếp và công bố lời Ngài chữa lành họ. Amen. Và rút ra khỏi cái quỷ. Có nhiều người bệnh tật hơn 38 năm, quý vị biết không? Không chết, nhưng mà cái bệnh suốt 38 năm như thế đau khổ không? Nếu chết thì chết luôn thì nó khỏe đi. Mà cái bệnh tật như vậy thì cái số người nó chưa chết. Nhưng mà bệnh tật là phải được chữa. Amen. Bệnh tật là phải được chữa lành. Tôi nghĩ rằng nếu mà bệnh tật của chúng ta mà cứ công bố chữa lành là 38 năm thì ít khi có. Nhanh hay là chậm, Chúa luôn luôn là đáng chữa lành. Chúng ta cần phải kiên nhẫn, cần tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Người cậy trong khi chẳng còn lẽ trong cậy, nhưng mà vẫn cứ tin. Chúng ta nhìn xung quanh đi, không còn lẽ gì để trong cậy nữa, nhưng vẫn cứ tin. Amen. Amen. Bác sĩ chê rồi, phải vậy không? Tiền của mình cũng hết, thuốc nam thuốc bắc gì cũng xong, cũng không có chữa lành được. Nhưng mà bạn cứ tin Ngài là đấng chữa lành, bởi vì Ngài nói rằng là những lần roi Ngài chịu chúng ta được lành bệnh. Chúng ta có tin Chúa là đấng chữa lành không? Amen. Tin và làm theo. Amen. Công bố liên tục, Ngài là đấng chữa lành con, Ngài là đấng chữa lành ung thư, Ngài là đấng chữa lành HIV, Ngài là đấng chữa lành sự tổn thương, Ngài là đấng chữa lành mọi bệnh tật hết, Ngài là đấng chữa lành. Cộng cứ đi, bởi vì lời Ngài sản sinh ra đức tin. Amen. Chúa nói là đức tin đến bởi sự người ta nghe. Amen. Không có lời Ngài không có đức tin, và lời Ngài thì sản sinh ra đức tin. Những người có đức tin bởi vì họ có lời của Đức Chúa Trời. Anh chị em có đức tin để sống những ngày còn lại không? Và Chúa Giêsu nói rằng khi con người đến có còn thấy đức tin giống người, đức tin kiên trì giống người đàn bà kia không? Khi Chúa Giêsu đến có còn thấy đức tin không? Không phải cái đức tin hôm nay mà thôi, nhưng mà đức tin khi Chúa Giêsu trở lại, Ngài vẫn còn thấy đức tin nơi đời sống của chúng ta. Amen. Amen. Chúa ước ao điều đó. Chúng ta bền đổ trong đức tin, kiên trì trong đức tin, và người công chính thì sống bởi đức tin. Và đức tin đó chúng ta biết chắc, và đức tin đó sản sinh ra nhiều phép lạ trên cuộc đời của chúng ta. Amen. Anh chị em có muốn thịnh vượng không? Muốn không à? Amen. Muốn ra khỏi nghèo thiếu không? Amen. Hãy làm theo lời. Amen. Amen. Giống như Dung như đầu làm chứng. Trong cái lúc này là lúc là mình không thể nào thịnh vượng được, không thể nào có khách hàng được, bởi vì dồn cho những cái công ty nào mà nó tập trung vào cái dịp Tết nên mà luôn luôn có tiền, còn những công ty của Dung thì nó không thể nào trong cái mùa Tết này là nó lại vắng khách. Nhưng mà Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời không buồn ngủ. Amen. Ngài luôn luôn nhìn thấy nhu cầu tất cả con cái của Chúa. Ngài luôn luôn nhìn thấy.
Chúa nuôi cả dân Israel 40 năm trong đồng vắng, không cần phải làm. Bây giờ một mình quý vị, chẳng lẽ để người công chính nói khác không? Ta biết nói gì? Chưa tôi trẻ, nay tôi già, tôi chưa thấy người công chính nào bị bỏ. Amen. Và dòng dõi người đi ăn mày. Amen. Vì Đức Chúa Trời là đấng cung cấp cho chúng ta. Hãy tin cậy. Không những cung cấp cho chúng ta, nhưng mà làm cho chúng ta dồi dào và làm cho chúng ta thịnh vượng nữa. Amen. Chúng ta nhớ câu chuyện của Elise với người đàn bà quá chồng. Cái gì đàn bốn người đàn bà quá, nó chạy đến với Elise nói sao? Chồng của tôi cũng là môn đồ của ông, phải không ạ? Chồng tôi qua đời bỏ lại hai đứa con nợ nần. Bây giờ họ đòi bắt con của tôi, thì bây giờ tiên tri phải làm gì? Tôi phải làm gì? Ông nói rằng là nhà ngươi còn cái gì? Bà nói là chỉ còn chút dầu trong bình thôi. Ông nói là về nhà mượn tất cả các bình, đừng có mượn ít, mượn hết, nào bình nào trống mượn hết, đem về rồi rót dầu vào đầy bình này cho đến đầy bình kia. Và ông nói rằng là đừng có mượn ít, có nghĩa là cái sự chu cấp của Đức Chúa Trời vượt qua cái sự cầm dùng của chúng ta. Amen. Cái sự chu cấp của Chúa vượt qua sự ban cho của Chúa, vượt qua cái sự cầm dùng của chúng ta. Không những là mượn, nhưng mà mượn đừng có mượn ít, có nghĩa là mượn bao nhiêu cũng được. Dầu sẽ đổ rồi sẽ bán đi trả nợ. Quý bạn chị em có ai nợ không? Có nợ không? Chúa có phương cách để chúng ta trả nợ không? Hãy học cái bài học của người đàn bà quá này, chạy đến cái tiên tri, chạy đến cái thánh linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta bây giờ có thánh linh của Đức Chúa Trời luôn luôn ở cùng với chúng ta, phải không? Amen. Thì chúng ta, Chúa ơi con phải làm gì bây giờ, nợ con phải làm gì đây? Chúa sẽ giúp đỡ đời sống của chúng ta. Amen. Amen. Để rồi chúng ta trả nợ, trả nợ xong rồi còn sống dư dật. Amen. Được chứ, rồi chúng ta là như thế đấy. Amen. Rất là nhiều người bị nợ nhưng mà không được Chúa bày tỏ, Chúa ban cho để hoàn trả cái nợ nần và sống đời sống thịnh vượng. Chắc là lý do là tại mình thôi chứ đâu phải tại Chúa được, đúng không? Chúa ban cho là dư dật, không những trả nợ nhưng mà còn sống dư dật nữa. Amen. 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 Hãy nói người bên cạnh bạn, hãy tin cậy sự chu cấp của Chúa, vượt qua nhu cầu của bạn, vượt qua cái sự đủ dùng của bạn. Amen. Amen. Chúng ta muốn thành công, hãy làm theo lời. Chúng ta muốn thành được, hãy làm theo lời. Tôi thấy một anh em Huy ở đây, tôi nhớ rất là kỹ ngày xưa. Gia đình rất là nghèo, không có đất đai, không có gì. Bốn đứa con. Và anh tin Chúa, trung tín với Chúa. Anh đi củi nè, đi mua nhông nhựa ra bắn cả cặp rem nữa. Tiền một phần mười quắn lại tròn và cột dây thun lại. Hàng tuần đến nhân hiến, trung tín như vậy. Và cho đến bây giờ, quý bạn về nhìn lại nhà của anh Huy, nhà bây giờ cũng rộng lớn, chỗ đó cũng rất là có giá nữa, đúng không? Con cái rất là tốt và làm rất là nhiều tiền. Chúa ban phước. Amen. 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 Chúng ta có dám vâng lời không? Chúng ta tin rằng là Chúa là đấng chưa làm, chúng ta tin Chúa là đấng cung cấp chúng ta tiền, nhưng mà Chúa bảo nộp phần mười vào kho để rồi cửa sổ thì trời rổ phước xuống, mà đến nỗi có người không chỗ chứa chăng, thì chúng ta bắt đầu dừng lại suy gẫm ngày và đêm.
suy gẫm ngày và đêm mà không biết suy gẫm rồi có làm không. Amen. Amen. Vừa rồi tôi có một cái người bạn mục sư cũng vui, tôi gửi tài liệu cho ông đọc mừng lắm, vui. Tôi thích cay, vui sướng, hay quá mục sư. Nhưng mà nó nói nè, mục sư gửi cho tôi đi, tôi gửi vô trong file. Gửi xong rồi, nó là mục sư có cuốn nào mà tôi gửi cho tôi. Máy tôi nó hư, in không được. Tôi nói ra photocopy, in ra rẹt rẹt, nó in nhắc chắc, nó không có như chuyện. Còn máy tôi hư, máy tôi hư được, chỉ có mục sư gửi cho tôi. Nhiều lúc tiết kiệm quá. Anh chị có hiểu không nha? Hiểu. Sợ tốn tiền. Sợ tốn tiền. Chúng ta nhiều lúc làm những việc đáng phải làm, không có tiền cũng mượn để làm. Đúng không ạ? Đó là cái giá trị của một con người. Chúng ta đáng phải làm, chúng ta phải làm. Nhiều lúc khách đến nhà không có tiền, có nhiều người rất có lòng tiếp khách và ra quán mua chiếu để tiếp khách, bởi vì đây là cơ hội để tiếp khách. Ban cho có phước hơn nhận lại, và Đức Chúa Trời nắm tay phước cho chúng ta. Amen. Amen. Hãy làm thêm lời. Những lời của Ngài phép chúng ta, amen, chúng ta làm theo, chúng ta đã nhận rồi. Ân điển của Chúa ban cho chúng ta đã nhận tất cả rồi. Bởi vì khi chúng ta nhận ân điển từ Chúa thì chúng ta không có tốn kém gì cả. Nhận sự cứu rỗi, nhận sự tha tội, nhận được sự công chính, nhận phận lòng con Đức Chúa Trời, nhận Thánh Linh và quyền năng, tất cả không có tốn kém gì hết. Nhưng mà khi chúng ta sống trên đất này, Ngài muốn chúng ta có phần thưởng, Ngài muốn chúng ta có những cái phần thịnh vượng giàu có, là chúng ta phải là một người rời rộng ban ra để chúng ta có thể nhận được cái phần đó. Chúng ta hãy amen với lời Đức Chúa Trời, phải nói với người bên cạnh, bạn phải vâng phục lời của Đức Chúa Trời. Vì quyền năng lời của Đức Chúa Trời để khiến bạn ra đây thịnh vượng khi bạn làm. Amen. Không phải chỉ đi hiểu biết, có nhiều cơ đốc nhân lâu năm đều hiểu biết phần người hết á, đều hiểu biết các của dân hết á, nhưng mà nhiều người sẵn sàng làm việc theo lời Chúa phán, nhưng mà nhiều người vẫn không làm được, vẫn rất là cân nhắc và không chịu làm theo lời của Ngài. Tôi nói rằng là cái sự chọn lựa của chúng ta là vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta chọn lựa Chúa thì chúng ta cũng chọn lựa lời của Chúa, và chúng ta cũng chọn lựa vâng phục lời của Ngài. Amen. Tại sao chúng ta lại vâng phục một số điều, mà tại sao chúng ta lại không vâng phục một số điều? Bởi vì hình như số điều kia đó làm cho chúng ta phải, hình như là phải ban ra mất mát thôi. Không đâu. Công khó nên trong Chúa không bao giờ hữu ích. Trong truyền đạo có nói rằng là quăng bánh xuống nước, anh chị em nhớ, quăng miếng bánh xuống nước, trong lâu ngày các ngươi sẽ nhận lại. Quăng bánh xuống nước, chúng ta biết còn quăng miếng bánh xuống nước là thôi, nó rã ra. Nhưng mà nhớ rằng là cá nó cũng sang, rồi cá nó có đồng bạc trong đó. Amen. Amen. Chúng ta câu cá đi, bánh miệng nó ra có đồng bạc phép lạ trong cá. Amen. Cá nó sẽ ăn và có đồng bạc phép lạ trong đó đấy. Rồi một ngày nào chúng ta phải nhận lại. Amen. Mạnh mẽ là hào phóng á. Tôi nói là một sư nào mà hào phóng thì hậu thánh nó giàu. Amen. Nhà nào mà hào phóng là nhà nó giàu, dòng dõi nó giàu. Và Chúa ban lời của Ngài để chúng ta được thịnh vượng, để chúng ta được giàu có, để chúng ta có sức khỏe, để chúng ta đầy dẫy sự khôn ngoan, để chúng ta đầy dẫy sự sống, và để chúng ta có những chức vụ đầy dẫy quyền năng. Nếu anh chị em
tin rằng anh Giêng được bắt tay Đức Thánh Linh và nhận lấy quyền phép rồi. Hãy đi ra làm chứng đi, hãy đặt tay đi, chữa lành cho người khác đi, đuổi quỷ đi. Đúng tín là việc nhỏ, Chúa sẽ cho qua sống nghiệp. Chúa cho là việc lớn hơn nữa. Và từ một tín đồ trở thành môn đồ, trở thành sứ đồ của Đức Chúa Trời, trở thành những chức vụ tiên tri, sứ đồ, nhà truyền giảng phúc âm, mục sư và giáo sư, và nhiều cái chức vụ khác trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Và chúng ta sẽ có phần thưởng là sao? Amen. Lời của Đức Chúa Trời, lời của Chúa chỉ dẫn đời sống của chúng ta, ích lợi cho đời sống chúng ta chứ không phải là tổn hại đời sống. Bác sĩ đời này có thể chữa lành một vài bệnh tật, nhưng mà bệnh ung thư hay là những cái bệnh HIV, nhiều cái bệnh khác họ không chữa lành được, họ có giới hạn thôi. Và chữa lành đó là do thuốc men. Một bác sĩ mổ mà không có thuốc thì nó cũng không làm được. Amen. Là bởi thuốc men, là từ nơi Đức Chúa Trời chứ không phải là từ con người. Cái sự khôn ngoan của loài người đó là từ nơi Đức Chúa Trời ban cho, để họ có thể sáng tạo, để họ có thể chế ra những cái loại thuốc đem đến sự chữa lành. Nhưng mà việc cái chữa lành những sự tổn thương trong lòng này, bác sĩ cũng chịu, tâm lý cũng chịu. Chỉ có Chúa là đấng chữa lành cho đời sống của chúng ta. Chỉ có Chúa có đem hạnh phúc cho đời sống của chúng ta. Và Ngài có ban lời của Ngài, ban lời của Ngài ra cho tất cả dân sự của Đức Chúa Trời. Nên chúng ta là những người nghe và làm theo lời Chúa phán, như người khôn ngoan xây các nhà mình trên đá. Mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, cuồng phong ập đến thì nhà đó không bị sập, không bị hư hại. Nghe mà không làm theo thì như người ngu dại cất nhà mình trên cát. Mưa xa, nước chảy gió lay, số động, nhà nó bị sập và hư hại rất nhiều. Amen. Năm mới đây chúng ta quyết định xây căn nhà của chúng ta, căn nhà của Đức Tin, căn nhà xây trên lời của Đức Chúa Trời, căn nhà xây trên Chúa Giêsu của chúng ta. Và chúng ta vững vàng trong ngày cuối cùng này. Chúng ta biết là ngày cuối cùng này là ngày mà mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên và cùng phong sắp đến. Ngày đầy ấy có sự hoạn nạn và nhiều điều có thể xảy ra, động đất, chiến tranh, mọi thứ mà Chúa Giêsu đã báo trước rồi. Nếu chúng ta đứng vững vàng trong lời của Đức Chúa Trời, phong phục lời của Đức Chúa Trời, chúng ta không bao giờ bị rung động. Amen. Không bao giờ bị rung động. Và chúng ta sẵn sàng đầu tư cho tương lai của chúng ta, đầu tư cho vương quốc của Đức Chúa Trời, để chúng ta nhận những cái phần thưởng lớn lao mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Ngài đã hứa trước rồi. Mão kiều thiên vinh hiển, mão kiều thiên sự sống, mão kiều thiên này, mão kiều thiên khác, rất là nhiều mão kiều thiên, và biết bao nhiêu phần thưởng Ngài ở cùng chúng ta. Và cái phần thưởng lớn lao nhất là chúng ta ở với Chúa đời đời. Amen. 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 Cảm ơn Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Tôi tin rằng lời của Ngài sẽ đụng chạm với bạn chị em trong buổi sáng hôm nay và trong năm mới này. Chúng ta quyết liệt đứng trên lời của Chúa, làm theo lời của Chúa, và cuộc đời chúng ta phải đổi mới. Và tất cả những cái gì mà nó chống cự lại lời của Đức Chúa Trời, nó không muốn chúng ta làm theo lời của Đức Chúa Trời, chúng ta phải loại nó ra khỏi đời sống của chúng ta. Amen. Chúng ta phải loại bỏ nó ra khỏi, xác thịt phải loại nó ra khỏi, và đóng đinh nó để thập tự giá. Và tất cả những tâm trí, những tư tưởng gì đó thuộc về thế gian, thuộc về đời sống cũ của truyền thống, chúng ta phải loại nó ra khỏi để chúng ta có ý tưởng của Chúa Giêsu. Hãy nhìn vào Chúa Giêsu. Amen. Amen. Hãy quăng tất cả mọi tội lỗi, gánh nặng bóng vấn vương, theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của Đức Tin. Đây là trường đua của Đức Tin. Amen. Đây là trường đua Đức Tin. Chúa Giêsu là đầu tiên và cuối cùng của Đức Tin, là gương mẫu để chúng ta nhìn vào và đi theo Chúa Giêsu. Amen. Các thánh tử về đạo, những người anh hùng đức tin đang vây quanh chúng ta và đang ủng hộ chúng ta, để chúng ta sống bằng đức tin trong những ngày còn lại này. Sống bằng đức tin. Khi hoạn nạn, khi chiến tranh, khi điều gì đó xảy ra, thì chúng ta biết rằng của cái chúng ta lại là khó cho chúng ta vô cùng đấy. Nhưng mà người mang đầy dẫy đức tin trong lòng, dù chúng ta có chạy đi đâu, vô rừng núi hay là đi bất cứ nơi nào, chúng ta vẫn sống, bởi vì người công chính thì sống bằng đức tin. Và đức tin đó sẵn sinh ra phép lạ đó sẽ nuôi dưỡng và giải quyết tất cả mọi vấn đề cuộc sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa, xin hầu thánh Chúa đứng lên.
Amen.